tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, bản tin lũ lụt Trung Quốc ngày hôm nay, lũ lụt khủng khiếp trên 100 con sông, hàng triệu người điêu đứng. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tuần trở lại đây, trận mưa lớn chưa từng có trong hơn 60 năm qua đã đổ xuống miền Nam của Trung Quốc, gây lũ lụt trên diện rộng và khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Theo truyền thông Trung Quốc, ít nhất đã có 7 tỉnh miền Nam chìm trong nước lũ và bị sạt lở đất nghiêm trọng. Sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Lũ lớn ở Trung Quốc khiến hơn 1 triệu người điêu đứng. Lũ lớn ở miền Nam Trung Quốc đã buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán, làm xáo trộn cuộc sống của gần 1 triệu người. Khu vực này dự kiến tiếp tục có mưa. Tỉnh Quảng Đông, trung tâm sản xuất của Trung Quốc, đã tạm ngừng phương tiện giao thông công cộng, hoạt động giảng dạy ở lớp học và làm việc tại văn phòng trước nguy cơ nước lũ dâng cao và sạt lở đất, theo AP. Hôm thứ Bảy, hơn 500.000 người dân tại tỉnh Quảng Đông đã bị ảnh hưởng bởi cảnh mưa lũ, chủ yếu ở các thành phố Mai Châu, Hà Nguyên và Thiều Quan. Và tại tỉnh Giang Tây lân cận, khoảng nửa triệu người cũng đã chịu thiệt hại về nhà cửa và bị xáo trộn cuộc sống. Mưa nặng hạt đã làm lún sụt đường phố ở một số khu vực đô thị, cuốn trôi nhà cửa, xe cộ và mùa màng. Những ngày sắp tới, trời vẫn sẽ đổ mưa. Hôm Chủ nhật, nhà chức trách Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đỏ mức nghiêm trọng nhất đầu tiên của năm nay tại tỉnh Chiết Giang. Các đội giải cứu phải trèo xuồng để cứu hộ người dân mắc kẹt trong các căn nhà bị nước bủa vây. Trung Quốc thường xuyên hứng chịu lũ lụt trong những tháng hè với tần suất lớn ở miền Trung và Nam, do hai khu vực này đón lượng mưa cao nhất. Tại một số khu vực, đợt lũ này là nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm qua và diễn ra trên nền các quy định phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Trận lũ tồi tệ nhất của Trung Quốc trong thời gian gần đây, nhất là vào năm 1998, khiến hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu căn nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo dòng sông Trường Giang. Chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư vào công tác phòng tránh lũ và các dự án thủy điện như đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang. Không chỉ có Trung Quốc, thế giới cũng chứng kiến những sự gia tăng các cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu. Xu hướng này đã khiến lũ lụt xảy ra ngày càng nhiều, đe dọa tới con người, mùa màng và nguồn nước ngầm. Lũ trên 100 con sông tại Trung Quốc vượt mức báo động. Mưa lớn liên tục từ đầu tháng trước đến nay đã khiến cho nước lũ trên nhiều con sông ở miền Nam Trung Quốc liên tục vượt mức báo động. Trong đó có sông Bắc Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang được dự báo là sẽ xảy ra lũ cực lớn trong hôm thứ Tư, buộc nước này phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ tại đây lên cấp 1, tức là ở mức cao nhất. Miền Nam Trung Quốc đã và đang phải hứng chịu nhiều đợt mưa lớn thời gian gần đây, khiến cho lụt xảy ra tại nhiều tỉnh như Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây và Giang Tây. Nhiều ngôi nhà bị ngập, giao thông, liên lạc bị gián đoạn, nhiều nơi đang phải triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Tình hình lũ lụt hết sức nghiêm trọng. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh một lần nữa đã phải chủ trì một cuộc họp đặc biệt về kiểm soát lũ lụt qua video với chính quyền tỉnh Quảng Đông và Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang. Ông cho biết mực nước hiện tại của Châu Giang và Bắc Giang đang trên lưu vực sông Châu Giang liên tục tăng cao, đồng thời dự báo một trận lũ cực lớn có thể xảy ra ở Bắc Giang vào ngày thứ Tư tới. Trong khi đó, trận lũ số 4 đang hình thành ở Tây Giang từ 3 ngày qua. Một đợt mưa lớn mới sẽ xảy ra ở thượng nguồn con sông này và rất có thể hình thành một trận lũ mới. Tình hình kiểm soát lũ ở lưu vực sông Châu Giang rất phức tạp, nghiêm trọng và cấp bách. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán sông Châu Giang đã buộc phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ tại đây từ cấp 2 lên cấp 1, tức là mức cao nhất kể từ 22 giờ ngày thứ Ba. Cũng theo số liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, từ 12 giờ ngày thứ Hai đến 12 giờ ngày thứ Ba, nước lũ trên 113 con sông của nước này đã vượt mức báo động với mức nước vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,01m đến 8,57m. Cùng ngày, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải chi khẩn 250 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 31 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Cứu trợ Thiên tai Trung ương cho các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Tây để hỗ trợ các địa phương này chống lũ và cứu trợ thiên tai.
Kể từ đầu mùa lũ năm 2023 đến nay, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp nước này đã phải phân bổ 580 triệu nhân dân tệ, tương đương với gần 86 triệu đô la Mỹ cho các địa phương phòng chống và cứu trợ thiên tai. Khát vọng trị thủy nghìn đời của Trung Quốc đối mặt với thách thức. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết gần nửa triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và bị sạt lở đất tại tỉnh Quảng Đông của nước này. Những ngày qua, các khu vực miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa lớn chưa từng có trong hơn 60 năm qua. Cơ quan phụ trách các tình huống khẩn cấp của tỉnh Quảng Đông cho biết ngập lụt do mưa xối xả đã khiến 187.600 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, 1.789 ngôi nhà bị phá hủy, nhiều hecta cây trồng bị phá hủy. Đợt mưa lũ cũng gây thiệt hại khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Đây chỉ là một trong 7 tỉnh phải hứng chịu đợt mưa kỷ lục ở miền Nam nước này. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy mưa lũ ở Quý Châu đã khiến nhiều con đường trở thành sông, lũ quét cuốn trôi nhà cửa xe cộ. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến đạt mức cao nhất kể từ năm 1961. Trong khoảng thời gian 45 ngày qua, lượng mưa trung bình đo được là 621mm, con số này bằng 90% mức trung bình toàn Trung Quốc vào năm 2022. Những trận mưa như trút nước xảy ra trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo thời tiết khắc nghiệt đang trở nên thường xuyên hơn. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất có thể còn ở phía trước. Dự báo thời tiết cho thấy các đợt nắng nóng ở miền Bắc đất nước có thể khiến mưa bão ở miền Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Không khí lạnh và ấm đã hội tụ ở miền Nam Trung Quốc. Chính sự tác động của hai luồng không khí này có thể tạo ra những điều kiện thời tiết cực đoan trong khu vực. Wang Weiyu, chuyên gia của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, mùa mưa hàng năm ở Trung Quốc bắt đầu từ tháng trước và thường nghiêm trọng nhất ở các khu vực nông nghiệp dọc theo sông Dương Tử và hạ lưu của nó. Thời tiết cực đoan đang ngày càng dữ dội và nguy hiểm hơn trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo những điều tồi tệ hơn còn ở phía trước. Hồi tháng 4, Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng những trận mưa xối xả dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các khu vực phía Nam và phía Tây Nam của đất nước. Mưa lớn cũng được dự báo sẽ tăng cả về tần suất lẫn cường độ, dẫn tới nguy cơ sạt lở đất thường xuyên hơn ở các khu vực miền núi. Nước sông dâng nhanh cũng đã khiến cho các thành phố ven sông chìm trong biển nước. Trung Quốc cũng đã ghi nhận lượng mưa trung bình hàng năm là 672,1mm vào năm ngoái, cao hơn 6,7% so với bình thường. Báo cáo của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cũng cảnh báo điều kiện thời tiết nước này ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là về cường độ mưa bão trong những tháng mùa hè. Những thiệt hại mà thời tiết cực đoan gây ra đang khiến Trung Quốc không thể thờ ơ. Tân Hoa Xã, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho biết 1,1 triệu dân ở Giang Tây, miền Đông Nam Trung Quốc đang phải chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ này. 223.000 hecta đất nông nghiệp ở tỉnh được mô tả là thủ phủ của gỗ và tre nứa cũng đã bị phá hủy. Các nhà chức trách Trung Quốc đã cảnh giác cao độ kể từ những thảm kịch lũ lụt năm ngoái cùng vào khoảng thời gian này và đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng sẵn sàng của các đô thị trong việc ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, vốn đang xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Tuy nhiên, việc ứng phó ngay lập tức không phải là điều dễ dàng. Với các cộng đồng dân cư chủ yếu phát triển phồn thịnh bên bờ các dòng sông lớn, Trung Quốc không lạ gì cảnh sống chung với lũ. Chính vì bởi thế mà trị thủy đã trở thành khát khao kéo dài suốt nghìn đời qua. Bên cạnh việc đắp đê, đào kênh thoát nước, những thập niên qua, Trung Quốc cũng đẩy mạnh xây dựng các đập thủy điện nhằm có thể điều tiết nước và có thể sinh ra điện. Bất chấp số lượng đập ngày một nhiều, lũ lụt vẫn thường xuyên xảy ra ở quốc gia này. Thậm chí trong một vài thời điểm, các đập thủy điện phải xả nước ngay giữa mùa lũ nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa, dẫn tới việc ngập lụt càng trở nên tồi tệ hơn. Với những tác động của biến đổi khí hậu, khát vọng trị thủy của Trung Quốc lại tiếp tục đối mặt với những thách thức to lớn. Tuy nhiên, để giải quyết những vấn đề này có lẽ cần những nỗ lực có hệ thống và sự chung tay của cả thế giới, chứ không phải là bất cứ quốc gia đơn lẻ nào. Ngay cả khi đó là một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc cũng đang nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu. Tuần trước, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc mới công bố cái gọi là chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu nhằm xây dựng khả năng phục hồi trước các tác động của nóng lên toàn cầu vào năm 2035. Lộ trình này tập trung nhiều vào giám sát biến đổi khí hậu và các tác động liên quan của nó. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tăng cường nâng cao khả năng cảnh báo sớm và quản lý rủi ro hệ thống. Thưa quý vị, trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã làm rung chuyển phần lớn Đài Loan hôm Chủ nhật. Đây là trận động đất lớn nhất trong số hàng chục trận đã làm rung chuyển bờ biển phía đông nam của hòn đảo kể từ tối thứ Bảy. Không có báo cáo ngay lập tức về thương tích nghiêm trọng
hầu hết thiệt hại dường như nằm ở phía bắc của tâm trấn, địa điểm mà Cục Thời tiết Đài Loan cho rằng nằm ở thị trấn Chỉ Thượng. Một tòa nhà 3 tầng đã bị sập ở thị trấn Ngọc Lý gần đó và khiến 4 người bị mắc kẹt. Hãng thông tấn CNA của hòn đảo cho biết, người chủ 70 tuổi của tòa nhà và vợ đã được giải cứu đầu tiên. Tuy nhiên, việc giải cứu một người phụ nữ 39 tuổi và đưa con gái 5 tuổi của cô ra ngoài lại mất nhiều thời gian hơn. Trong ảnh, một nạn nhân bị mắc kẹt được khiêng trên một cái cáng khi được các nhân viên cứu hỏa tìm thấy và giải cứu khỏi tòa nhà bị sập ở thị trấn Ngọc Lý. Hơn 7.000 hộ gia đình ở thị trấn Ngọc Lý được báo cáo là không có điện và các đường ống dẫn nước cũng bị hư hỏng. Kệ và nhạc cụ bị đổ tại nhà thờ Mount Carmel Presbyterian là một vết nứt dài xuất hiện sàn nhà. Bên ngoài, mặt đường bị vỡ thành những mảng bê tông. Theo các phương tiện truyền thông, cảnh sát và lính cứu hỏa nhanh chóng ập đến hiện trường vụ sập cầu trên con đường hai làn xe ở khu vực nông thôn của thị trấn Ngọc Lý. Cũng tại Ngọc Lý, một vụ lở đất đã khiến gần 400 du khách mắc kẹt trên ngọn núi nổi tiếng với loài hoa loa kèn phủ khắp các sườn núi vào thời điểm này trong năm, hãng thông tấn CNA cho biết họ không có điện, trong khi tín hiệu điện thoại di động yếu. Các mảnh vỡ từ một mái vòm rơi xuống sân ga ở ga Đông Ly tại thị trấn Phu Ly nằm giữa Ngọc Lý và tâm trấn tại Chỉ Thượng đã va vào một đoàn tàu đang chạy qua làm chật bánh 6 toa. Hãng thông tấn CNA viện dẫn cơ quan quản lý đường sắt cho biết không ai trong số 20 hành khách bị thương. Sự rung lắc cũng được cảm nhận ở thành phố Đài Bắc. Tại thành phố Đào Viên, phía tây Đài Bắc và cách tâm trấn 210 km về phía bắc, một người đàn ông bị thương do sập trần nhà trên tầng 5 của một trung tâm thể thao. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về sóng thần cho một số hòn đảo phía nam gần Đài Loan. Các cảnh báo đã được dỡ bỏ sau đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.